Chào bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đây. Và trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng để giúp cho bạn có thể là kiếm được tiền thông qua cái thời gian của bạn đang đọc báo, và làm thế nào đó để chúng ta có thể kiếm được 100.000 mỗi ngày và mình không cần phải bỏ vốn. Đây là một trong những cái series mà tôi đang chia sẻ về kiếm tiền online trên điện thoại. Và nếu như bạn quan tâm về chủ đề này thì bạn cũng có thể là vào trên kênh YouTube của tôi, đó là Sơn PS, để được nhận những video mới nhất để tôi chia sẻ cho các bạn về những cách kiếm tiền bằng điện thoại smartphone. Hoặc là bạn cũng có thể search trên YouTube với chủ đề là kiếm tiền điện thoại Sơn PS, hoặc là kiếm tiền online Sơn PS, hoặc là kiếm tiền trên mạng Sơn PS. Thì ở đây tôi chia sẻ rất là đầy đủ và chi tiết những hình thức kiếm tiền để bạn có thể tham khảo thêm nữa. Và ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho bạn cách làm sao đó để bạn có thể kiếm được thêm 100.000 mỗi ngày và mình không cần phải bỏ vốn. Thì đường link tôi để lại phía bên phần mô tả bên dưới video, bạn có thể bấm vào đường link bên dưới. Nào thì bây giờ sẽ đi vào cái phần hướng dẫn cho bạn cái cách làm thế nào đó để chúng ta có thể là sử dụng cái app đọc báo để mình vẫn có thể kiếm được tiền, được chưa nào? Thì trong những video series trước thì tôi cũng đã có rất là nhiều những cái video hướng dẫn cho bạn cách để mình có thể kiếm được tiền online trên điện thoại di động của mình rồi, và cũng có rất là nhiều những cái bằng chứng để rút được tiền về thành công. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái BlueStacks. Cái này là đó là phần giả lập trên điện thoại smartphone, và bây giờ tôi đang hướng dẫn bạn trên máy tính của tôi. Và bạn nó vào mục CH Play, hoặc là nếu như bây giờ bạn đang sử dụng iPhone thì nó cũng có hỗ trợ cho iOS. Sau đó thì các bạn đã tải cái ứng dụng có tên là Việt Nam ngày nay, VN ngày nay này đây. Thì khi mà các bạn tải nó về xong rồi thành công thì nó sẽ ra cái giao diện này. Thì khi mà bạn nó ra giao diện như vậy rồi thì bây giờ các bạn tắt những cái gì nó không liên quan đi. Sau đó bạn bấm vào phần tôi. Khi mà bạn bấm vào phần tôi thì cái việc đầu tiên đó, để các bạn đã nhận được cái mã phần thưởng á, ưu đãi của Việt Nam ngày nay ở đây, thì bạn đã cần phải nhập cái mã giới thiệu của tôi ở đây vào. Bạn hoàn toàn có thể nhập mã giới thiệu của tôi, hoặc là nhập hoặc là không, nếu như bạn không có muốn nhận phần thưởng thì cũng không sao cả, được chưa? Còn nếu như bạn nhập cái mã giới thiệu của tôi vào thì các bạn sẽ có thêm cái phần thưởng vào nữa ở đây. Và đây cũng là cái phần để tôi sẽ biết được rằng bạn đã đăng ký qua cái mã giới thiệu, và sau này thì tôi cũng có thể hỗ trợ và giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì đây cũng là một cái phần để tôi có thêm cái động lực và làm thêm nhiều những cái video review khác về sau này nữa. Bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao đó bạn có thể kiếm một số tiền từ 3 triệu cho tới 5 triệu, thậm chí là số tiền hơn như vậy nữa rất là nhiều. Hôm bữa tôi cũng chia sẻ cho các bạn một case study đó các bạn. Đó là từ một cái người bạn sinh năm 2000 thôi, cùng quê với tôi, bạn ấy cũng có thể kiếm được từ 50 triệu tới 70 triệu một tháng từ hình thức kiếm tiền như vậy. Đây thì bạn hãy nhập cái mã giới thiệu của tôi là IVCB8 và W, thì tôi có để lại ở phía đường link mô tả phía bên dưới video đó các bạn, phía bên dưới video nha, phía bên dưới video thì nó có cái phần mã giới thiệu á, thì bạn hãy nhập cái mã giới thiệu này vào, sau đó bạn bấm vào phần gửi đi. Khi mà bạn đã nhập thành công vào rồi á thì bạn đó cũng sẽ được thấy cái giao diện đó là phần làm nhiệm vụ cho người mới, và bạn có thể kiếm được 100 xu và nhận ngay được cái thẻ cào 10.000. Đó, cái này thì rất là dễ để làm thôi các bạn, chỉ trong một vài phút thôi là bạn hoàn toàn có thể nhận được ngay 10.000 đồng từ Việt Nam ngày nay rồi. Nên nếu như bạn nó càng siêng năng, bỏ ra càng nhiều thời gian thì các bạn nó sẽ càng có nhiều cái cơ hội để các bạn nhận được tiền. Và cái ứng dụng này thì nó quá quen thuộc rồi, rất là nhiều người bạn có thể kiếm được từ 3 triệu tới 5 triệu một trên một ứng dụng này. Và bên cạnh đó thì trên kênh YouTube của Sơn PS á, thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn rất là nhiều những cách kiếm tiền khác nhau. Đó, và bạn hoàn toàn có thể tạo được thu nhập từ 10 cho tới 20 triệu một tháng. Thì bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh YouTube, subscribe và bấm vào nút hình quả chuông để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Thì hoặc là bạn có thể kiếm search từ khóa là kiếm tiền online Sơn PS thì ra rất là nhiều những video chia sẻ về chủ đề này. Rồi thì bây giờ lại quay lại cái phần là hướng dẫn bạn cách làm để làm sao bạn có thể nhận được xu. Thì bây giờ khi mà bạn đã muốn nhận được xu thì bạn cần phải làm cái làm những cái nhiệm vụ mỗi ngày. Thì bây giờ khi mà nhiệm vụ dành cho người mới đây, đầu tiên là các bạn cần phải nhận một cái cây phát tài đó. Thì bây giờ muốn nhận cái cây phát tài đó thì bây giờ là bạn cần phải kích hoạt cái số tài khoản của các bạn. Thì rất là đơn giản thôi, các bạn đã bấm vào nhập số điện thoại và các bạn đã nhập cái mã xác nhận của bạn vào, sau đó bạn bấm vào phần đăng nhập thì để nó xác thực đây là một tài khoản thật đó, và các bạn không cheat, không hack, không có tạo ra tài khoản ảo nha. Thì bây giờ là tôi sẽ nhập cái phần này của tôi vào, sau đó thì các bạn cũng cùng làm như vậy nhé. Chúng ta sẽ có vài giây nhé các bạn. Và sau khi mà các bạn nhập vào thành công rồi thì các bạn sẽ có một cái mã, đó là cái mã OTP, các bạn nhập mã OTP vào. Sau đó mình bấm một phần đăng nhập. Và là tôi đã nhận được 2 xu đầu tiên.
Rồi sau đó thì tôi sẽ bấm vào cái phần là nhận cây phát tài. Cái cây phát tài ở đây là gì? Sau này những video về sau này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn để các bạn nuôi được cái cây phát tài này. Nhưng các bạn sẽ hiểu được rằng cái cây phát tài này đây là một cái công cụ để giúp cho bạn tạo được thu nhập cao hơn. Ở đây thì nó cũng ghi là về cách cái trồng cây này các bạn. Và khi mà cái bạn nó trồng cái cây này và cái cây của bạn lớn lên á, thì các bạn có khả năng á, sẽ kiếm được rất là nhiều tiền từ cái cây phát tài này của bạn nha. Rồi thì bây giờ tạm thời cái cây phát tài khi mà tôi mới tạo ra đây là hiện tại đang là cấp 1. Và khi bạn làm nhận nhiệm vụ hàng ngày làm ở đây thì các bạn sẽ tăng được cái kinh nghiệm nhận được cái cây phát tài ở đây. Rồi thì bây giờ lại vừa nãy tôi mới bấm một cái phần phần để làm nhiệm vụ á, đó là để đọc một bài báo. Thì khi mà đọc báo thì đây cũng là cái cách để bạn đã nhận được xu, nhận được tiền và truy đổi nó ra thành thẻ cào điện thoại. Rồi thì bấm một phần đọc một bài báo ở đây. Sau đó thì bây giờ trong cái phần đọc báo này thì bây giờ tôi sẽ đọc bất kỳ một bài báo nào. Tôi kéo xuống, có thể là tôi bấm vào nút like để ủng hộ cho tác giả. Rồi thì bây giờ chỉ cần là kéo khoảng 5 giây nữa đó thì tôi đã xong được một cái bài báo và phần nhận thưởng. Tôi bấm phần nhận thưởng. Rồi trong phần này nó sẽ hỏi là tôi có đồng ý để cho nó biết được vị trí tôi đang ở hay không. Ok, xác nhận. Vậy là bây giờ tôi đã kiếm được thêm 10 xu. Rồi tiếp theo là chia sẻ ứng dụng. Chia sẻ ứng dụng này thì chúng ta có thể liên kết với cái tài khoản là trên Facebook. Còn hiện tại thì tôi chưa có liên kết với tài khoản trên Facebook thì nên tôi chưa có làm cái động tác này. Cái này thì cũng quá đơn giản rồi. Nếu như bạn thường là liên kết với tài khoản Facebook sẵn đó, thì bạn bấm phần chia sẻ ứng dụng thì các bạn sẽ nhận được thêm 8 xu nữa nha. Rồi tiếp theo nữa đó là phần lì xì đọc báo. Lì xì đọc báo thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào phần này và sau đó nó sẽ ra được những bài báo. Và bạn thích bất kỳ bài báo nào thì bạn bài nào bài báo này vừa tôi đọc rồi này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đọc một vài bài báo ở đây và sau đó thì nó sẽ tặng cái phần thưởng cho tôi. Và các bạn nhớ là cái bài báo cái ứng dụng này thì các bạn cần phải vào nó mỗi ngày nha. Khi mà các bạn vào nó mỗi ngày thì các bạn sẽ nhận được những cái phần quà từ cái Việt Nam ngày nay. Và đây cũng sẽ là một cái ứng dụng để thay vì các bạn nó phải lên website hoặc là tải một cái app nào đó thì các bạn cũng có thể tận dụng cái app này để bạn có thể kiếm được thêm thu nhập cho mình. Rồi thì vừa nãy tôi kéo một chút rồi thì tôi đã có một cái phần quà ở đây và tôi nhận được 3.1 xu là tương đương khoảng 310 đồng. Nó trả khá là cao đó các bạn, trả khá là cao. Nó cho 310 đồng trên một lần đọc báo như vậy. Thì ở đây là chúng ta cái ứng dụng này nó quá là uy tín rồi các bạn. Và rất là nhiều người làm thành công kiếm được là 10-20 triệu một tháng từ ứng dụng Việt Nam ngày nay ở đây rồi. Và hoàn toàn các bạn có thể chuyển đổi cái mã thẻ cào qua mã thẻ cào của Việt Nam, của Viettel, Mobile Phone, Vinaphone hoặc là bất kỳ cái trang mạng khác nha. Thì khi mà bạn đã đổi qua cái này thì nó rất là uy tín. Và sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách làm sao đó chúng ta có thể chuyển thành tiền mặt được. Đó. Và trong cái phần là sổ đây này, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều những cái là chủ đề khác nhau, chứ không có phải là bạn không được chọn chủ đề. Ví dụ tôi rất thích chủ đề về kinh tế và công nghệ thì tôi có thể đọc những cái chủ đề về kinh tế, công nghệ hoặc là thể thao ở đây. Ví dụ bây giờ tôi chọn là chủ đề về kinh tế, sau đó tôi cũng đọc báo như vậy nha các bạn. Tôi đọc báo và cũng nên ủng hộ cho tác giả một like. Đó. Hoặc là bạn cũng có thể là comment ở phía bên dưới cái bài viết đó, để các bạn cũng có thể là nhận được thêm quà từ cái Việt Nam ngày nay ở đây. Rồi sau đó tôi bấm phần nhận, tôi nhận được 214 đồng cho một lần quảng cáo. Đó, khá là nhiều các bạn. Rồi thì vừa nãy giờ chỉ vừa làm vừa nói chuyện chơi chơi như vậy thôi thì tôi cũng đã kiếm được 17 xu rồi. 17 xu rồi. Và tiếp theo này, khi mà chúng ta đi vào từng ngày ở đây và chúng ta vào chúng ta điểm danh thì mỗi ngày các bạn cũng sẽ nhận được cái phần quà riêng của phần Việt Nam ngày nay ở đây. Rồi thế bây giờ tôi sẽ bấm một phần tôi đây để review cho các bạn nhé. Các bạn đã nhớ là trên kênh YouTube của tôi thì chia sẻ rất là nhiều những hình thức về kiếm tiền trên điện thoại, kiếm tiền trên smartphone, kiếm tiền online. Đó, thì bạn cũng có thể là tham khảo thêm những video khác của tôi ở trên kênh YouTube để nhận được những video mới nhất trong ngày hôm tới nha các bạn. Rồi ở đây khi mà các bạn đã làm xong rồi thì bạn cũng có thể là tham gia và bấm vào phần là chiến lược kiếm tiền đây để bạn sẽ biết được rằng là một vài những cái định nghĩa, ví dụ xu là gì, xu dùng để làm gì ở đây. Thì các bạn cũng có thể hiểu được này, xu đây là một cái đồng tiền ảo của hệ thống Việt Nam ngày nay. Và xu có thể là kiếm được tiền thông qua những hình thức bạn đọc báo, điểm danh, dù bạn bè hoặc là làm nhiệm vụ và những sự kiện khác.
Và xu đây thì một xu thì sẽ tương đương là 100 đồng, 100 đồng. Thì những video về sau này thì tôi sẽ review cho các bạn về cách để rút tiền, cách làm sao để làm nhiệm vụ, cách làm sao để kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng Việt Nam ngày nay ở đây. Thì đây là video đầu tiên để các bạn cũng có thể hiểu được cơ bản về nó và làm cách làm, được chưa? Rồi. Bên cạnh đó thì cũng có một vài cái cách để hiểu được về cái ứng dụng này kiếm tiền làm sao, thì làm sao được kiếm được xu ở đây, thì bạn cũng có thể đọc thêm nhé. Ví dụ như các bạn đã đọc báo 5 phút mỗi ngày thì bạn có thể hoàn thành điểm danh và nhận được xu, được thưởng. Và liên tục điểm danh trong vòng 7 ngày thì bạn sẽ nhận được thêm 12,5 xu. Nhưng nếu mà bị gián đoạn thì bạn sẽ phải bắt đầu từ đầu. Và nếu như bạn liên tục điểm danh trong vòng 1 tháng thì bạn có thể nhận được 50 xu. Và điểm danh càng nhiều thì thu nhập càng lớn. Và khi mà các bạn đọc báo như vậy thì cái cây phát tài của các bạn nó cũng sẽ nhận được kinh nghiệm, nó sẽ lớn lên mỗi ngày. Và khi mà các bạn nó nhận được cái điểm kinh nghiệm lớn lên mỗi ngày như vậy thì cây phát tài sẽ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn từ cái lúc mà bạn đọc báo. Đó. Khi mà bạn hoàn thành được cái những cái nhiệm vụ của lính mới thì bạn sẽ nhận được đâu đó khoảng 8.000 đồng rồi nha. Thì làm cái này rất là nhanh, đâu đó khoảng 50 phút thôi, 30 phút thôi là bạn đã hoàn thành xong được đó rồi. Và khi mà các bạn đọc báo, các bạn sẽ được nhận lì xì ngẫu nhiên. Và thời gian đọc báo thì càng lâu thì cơ hội thì càng lớn và thu nhập của thì nó sẽ rất là cao ở đây, được chưa? Thì ví dụ là vừa nãy mình nói về cái phần là nuôi cây phát tài này, thì khi mà cây phát tài của bạn càng lớn đây này, thì cái điểm cao nhất của nó là 18 cấp 18 level khác nhau. Thì khi mà các bạn level càng cao thì các bạn cần được nhận được càng nhiều tiền, được chưa? Thì có những video sau này tôi sẽ review chi tiết hơn cho bạn về cái ứng dụng Việt Nam ngày nay ở đây. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều những cái ứng dụng khác. Bạn có hình dung mà xem, cứ mỗi một ứng dụng bạn sẽ kiếm được khoảng 3 triệu một tháng. Mà bây giờ các bạn có 10 ứng dụng, ồ, một số tiền không hề nhỏ một chút nào, đúng không nào? Nhưng ở đây đó là thực sự bạn làm một cách nghiêm túc, bạn tập trung vào và bạn là một người bạn, có nghĩa là bạn đã dành ra thời gian vào với nó thì bạn mới có được cái thu nhập như vậy nha các bạn. Và mình đã đầu tư về thông tin nữa. Rồi thì đây là những video cơ bản thôi để các bạn có thể nắm rõ được cái cách kiếm tiền với nó. Nhưng nếu như bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì có một cái phần nữa mà tôi đề xuất cho bạn, đó là phần rủ bạn ở đây này. Rủ bạn bè có nghĩa là bạn chia sẻ cho những người khác họ sử dụng cái app này thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhé. Đây này, khi mà bạn đã chia sẻ cho người khác thì bạn sẽ nhận được 3.000, được chưa? Thì nãy giờ có phải là làm rất là nhiều việc thì bạn mới kiếm được 10.000 đúng không nào? Nhưng bạn chỉ cần chia sẻ cho một người thôi, bạn đã kiếm được 13.000 rồi, bạn kiếm được 3.000 rồi. Đó. Và nếu như cái người đó sử dụng trong vòng 30 ngày thì bạn kiếm được 17.000. Cái người đó mà sử dụng 1 năm thì bạn đã kiếm được 210.000. Tôi giả sử nhé, bây giờ là bạn sẽ kiếm được đó là 10 người, mà cái người này họ sẽ sử dụng trong vòng 1 tháng, thì chúng ta sẽ tổng cộng là chúng ta kiếm được khoảng 20.000 từ người này, đúng không nào? 20.000, mà mình giới thiệu được 10 người là chúng ta đã kiếm được 200.000. Giới thiệu được 100 người thì chúng ta đã kiếm được 200.000 rồi. Chưa nói tới cái việc là người này cũng khả năng cao họ sẽ sử dụng được 1 năm nha các bạn, được chưa? Dĩ nhiên rằng đó là cái cách làm sao để giới thiệu được 100 người ở đây. Thì bạn cơ bản bạn hình dung như vậy này, trong một cái nhóm mối quan hệ của chúng ta thì chúng ta đã có được khoảng đâu đó 10-20 người từ những người bạn, đồng nghiệp, cha mẹ trong gia đình, anh em trong gia đình của chúng ta rồi, đúng không nào? Những người thân mà chúng ta quen biết thì chúng ta đã kiếm được khoảng 10-20 người rồi. Còn những người còn lại thì các bạn hoàn toàn có thể là tìm họ ở trên Facebook cá nhân, các bạn đăng bài trên Zalo hoặc là đăng bài vào trong group bạn đã đăng bài, thì sau này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao đó để bạn có thể tuyển được nhiều người có thể là tham gia vào cái mã đăng ký của bạn nha. Nên khi mà bạn đã cần phải đăng ký qua một cái mã nào đó thì lúc này bạn mới học được cái cách mà giới thiệu được cho người khác, được chưa? Và nếu như bạn cũng có thể là bạn comment cái mã của bạn phía bên dưới video này này, để nếu mà ai không thích nhập mã của tôi thì có thể nhập cái mã của bạn cũng được, ok, không thành vấn đề gì hết nha các bạn. Thì video này thì mang tính chất là review, chia sẻ và giúp đỡ cho các bạn có được thêm thu nhập từ cái Việt Nam ngày nay ở đây. Thì nếu như bạn thấy video này thực sự có giá trị và hữu ích với các bạn, đừng quên bấm một nút like, đăng ký kênh YouTube của Sơn Piat. Và lời khuyên ở đây thì bạn cũng có thể tìm thêm những từ khóa là kiếm tiền trên mạng Sơn Piat này, hoặc là kiếm tiền mà không vốn Sơn Piat, thì bạn sẽ ra được rất là nhiều những video hướng dẫn kiếm tiền khác. Đó. Hay là Clickbank Sơn Piat. Thì những cái mà cách kiếm tiền ở đây thì nó rất là uy tín, không, và tạo được hiệu suất cao và giúp cho bạn kiếm được tiền thực sự ở đây. Đó, bạn vào cái phần là video hoặc là phần danh sách phát để có thể tìm được những cái video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.